Nguyên tôn tập 44, Hoàn Mỹ hợp tác, Thánh tử chi đấu thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bùng. Ngay tại lúc mà Chu Nguyên vừa mới xông vào bên trong màn sương mù của Nguyên Trì, bỗng nhiên chiếc lệnh bài trong tay hắn lại rung nhẹ một cái, sau đó không lửa mà tự đốt, cuối cùng hóa thành một nắm trao tàn. Nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, trên khuôn mặt của Chu Nguyên hiện lên vẻ suy ngẫm sâu xa, ngay trong nháy mắt lúc trước, khi chiếc lệnh bài rung lên, hắn có thể cảm nhận được có một luồng dao động lướt qua vị trí của mình chính luồng dao động này là nguyên nhân khiến cho lệnh bài bị thiêu đốt nếu như trung nguyên không đoán sai thì hẳn là luồng dao động này bắt nguồn từ phần kết giới nguyên văn bao phủ phía trên nguyên trì kia nó có tác dụng kiểm tra xem những người xâm nhập vào bên trong nguyên trì có mang theo lệnh bài trong tay hay không nếu không thì chắc chắn là người đó sẽ bị trực tiếp bắn ra bên ngoài lúc này trung nguyên cùng yêu yêu đang đứng ở trên không tại một khu vực nào đó của nguyên trì có thể nhìn thấy đang có rất nhiều quanh ảnh đang lao nhanh qua ở phía trên đầu bọn họ những quang ảnh này đều lao về phía các phương hướng ở chỗ sâu của nguyên trì về phần đám người chu thái cùng trương diễn sau khi tiến vào trong nguyên trì thì họ cũng chủ động phân tán ra xung quanh hiển nhiên bọn họ đều dự định đi tìm kiếm long nguyên tủy một mình điều này là hết sức bình thường việc tìm kiếm long nguyên tủy vốn có tính chất khá tư nhân đại đa số người đều lựa chọn đi tìm kiếm một mình làm như vậy là để tránh khỏi đến lúc cuối cùng sẽ bởi vì sự phân phối không đồng đều mà xuất hiện tranh chấp gây nên phiền phức không đáng có thế nhưng chu nguyên cùng yêu yêu lại chẳng cần phải để ý tới vấn đề này đừng nói quan hệ giữa hai người vốn cũng không phải là quan hệ bình thường chắc chắn sẽ không xảy ra tranh chấp gì vì cái long nguyên tủy kia hơn nữa bản thân yêu yêu cũng không cần loại vật này nguyên nhân mà yêu yêu xuất hiện ở nơi nguyên trì này cũng chẳng phải là vì cái gọi là nguyên tùy tẩy lễ kia ngược lại chỉ đơn thuần là vì quá nhàm chán nên đến đây dạo chơi mà thôi chúng ta cũng nên lựa chọn một khu vực rồi thử tìm kiếm lòng nguyên tùy đi thôi trung nguyên cười cười quay mặt về phía yêu yêu và nói đối với yêu yêu mà nói thì thế nào cũng được thế nên nàng ôm thôn thôn trong tay gật đầu với vẻ uể oải ngược lại thôn thôn lại hơi rưỡi ra cái đầu nhỏ con mắt nhìn chằm chằm về phía mặt nước của nguyên trì đang không ngừng phát tán ra sương mù ở phía dưới không biết chú ta đang suy nghĩ điều gì thế là dưới chân chu nguyên hiện lên một đám mây nguyên khí đỡ lấy thân thể của hai người rồi tùy tiện lựa chọn một phương hướng mà bay đi mặc dù diện tích của nguyên trì cực kỳ bao la thế nhưng nơi này lại tồn tại rất nhiều ngọn núi cao chọc trời những ngọn núi này xuất hiện dày đặc mà đột ngột khiến cho mảnh địa hình của nguyên trì bị chia cắt liên tục thế nên khi người tiến vào bên trong sẽ chỉ đành phải liên tục đi đường vòng kể từ đó dưới sự bao phủ của lớp sương mù nguyên chỉ lại trở thành một nơi tựa như là mê cung hai người trung nguyên bay với tốc độ cực nhanh trong thời gian khoảng một nén nhang sau đó trung nguyên bắt đầu chủ động chậm dần lại tốc độ cuối cùng lựa chọn một mảnh thung lũng gần biển để đáp xuống lúc này hai người đang đứng ở trên một mỏm đá gần biển yêu yêu đang duỗi ra đôi bàn tay thon dài của mình và thử tham dò nhiệt độ của nước biển phía dưới sau đó nàng liền nhẹ nhàng cởi ra đôi tất lưới để lộ ra đôi chân trắng hồng mảnh khảnh thon dài yêu yêu vươn đôi chân ngọc vào trong nước nhẹ nhàng quơ tới quơ lui trên khuôn mặt đẹp như vẽ của cô ấy cũng hiện lên vẻ hài lòng hiển nhiên cảm giác ngâm chân ở bên trong nước của nguyên trì khiến cho yêu yêu cảm thấy rất dễ chịu trung nguyên đang đứng ở một bên cũng không tự chủ được mà nhìn lâu một chút chỉ vì đôi chân thon dài như ngọc bích ấy quá hấp dẫn ánh mắt người khác nước biển ở nơi này cũng không tệ lắm trung nguyên cậu phải cố gắng lên nhiều nữa đấy cô phấn đấu để trở thành thập đại thánh tử thì sẽ được phân phát cho một mảnh khu vực nhỏ trong nguyên trì kể từ đó ta liền có thể đến đây ngâm chân vào bất kỳ lúc nào rồi đôi mắt sáng người của yêu yêu nhìn về phía trung nguyên cái miệng nhỏ nhắn hơi vành lên, nói. Trung Nguyên nghe vậy thì cảm thấy dở khóc dở cười. Theo ý tứ của cô nàng này thì hóa ra lợi ích lớn nhất khi trở thành thập đại thánh tử chính là có thể tiến vào ngâm chân ở bên trong nguyên trì rồi nhỉ? Vậy thì tỷ cứ tạm thời chờ ở chỗ này và ngâm một lúc, còn ta sẽ thử tìm kiếm ở khu vực xung quanh chỗ nguyên trì này một chút. Trung Nguyên dõi mắt nhìn về phía mảnh nước biển được bao phủ trong màn sương mờ trước mắt, trong giọng nói hiện lên vẻ kích động. Yêu yêu thì tùy ý mà gật gật đầu. Trung Nguyên thấy thế thì cũng không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào trong nước biển vừa mới rơi vào trong biển thì trung nguyên lập tức cảm thấy thân thể trở nên nặng nề hành động vướng víu khó khăn tượng như là đang bị sa lầy ở một trong vũng bùn nước biển của chỗ nguyên trì này chính là do nguyên khí của nguyên long mạch ngưng tụ mà thành thế nên nó ẩn chứa lực lượng của thiên địa trong mình nặng nề và dày đặc thế nên nếu như muốn di chuyển ở bên trong thì cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí đối với tình trạng này thì trung nguyên đã có sự chuẩn bị từ trước thế là hắn điều động tâm thần thông thiên huyền mãng khí đang chiếm cứ ở bên trong khí phủ cũng gào thét lao ra sau đó quấn quanh người trung nguyên hở ngay trong nháy mắt khi thông thiên huyền mãng khí vừa xuất hiện trung nguyên lại kinh ngạc kêu lên một tiếng bởi vì hắn có thể cảm giác được rằng ngay trong chớp nhoáng này luồng áp lực đến từ xung quanh do nước biển mang lại cũng trở nên yếu kém đi rất nhiều loại cảm giác nặng nề khi hoạt động thân thể cũng giảm bớt rất nhiều bây giờ trung nguyên lại có cảm nhận thoải mái tựa như cá gặp nước chuyện gì xảy ra vậy nhỉ sự kiện bất thường xảy ra khiến cho trung nguyên hơi sửng sốt một chút trước đó thì hắn cũng chưa từng nghe thấy chu thái nói tới việc nguyên khí còn có thể có tác dụng như vậy ngay cả áp lực mà nguyên long mạch mang lại thì nguyên khí cũng có thể chống cự và hóa giải được chu nguyên cao mày lâm vào trong trầm tư sau một lúc ánh mắt của hắn nhìn về phía thông thiên huyền mãng khí đang quấn quanh thân mình trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ chẳng lẽ là bởi vì tổ long kinh thông thiên huyền mãng khí đang quấn quanh cơ thể của chu nguyên lúc này có nguồn gốc từ tổ long kinh mà nơi nguyên trì này cũng là sản phẩm được sinh ra do sự ngưng tụ nguyên khí của nguyên long mạch chẳng lẽ giữa hai bên có một mối liên hệ nào đó dù sao trong tên của chúng đều mang theo một chữ long nghĩ nửa ngày trời chu nguyên cũng chỉ nghĩ đến khả năng này là có vẻ hợp lý bằng không thì hắn cũng chẳng có biện pháp nào để giải thích được hiện tượng áp lực của nguyên chỉ lại không có hiệu quả đối với mình cuối cùng chu nguyên lại lắc đầu không tiếp tục loanh quanh ở những chi tiết này nữa dù sao đây cũng là một chuyện tốt đối với chu nguyên bởi vì khi không phải chống cự lại áp lực do nguyên chỉ mang lại lượng nguyên khí mà chu nguyên phải tiêu hào ít hơn rất nhiều so với những người khác đây sẽ trở thành một ưu thế rất lớn trợ giúp cho chu nguyên trong quá trình tìm kiếm long nguyên tùy ở nguyên trì nghĩ tới đây chu nguyên cũng không chỉ hoãn thêm nữa khẽ động thân hình, nhanh chóng bơi về chỗ sâu trong ngọc nguyên trì. Theo quá trình xâm nhập sâu hơn, Trung Nguyên phát hiện ngay cả trong lòng nước của nguyên trì cũng bị xen lẫn bởi từng làn sương mù. Tuy nhiên cũng may là Trung Nguyên có thể dựa vào cảm giác của thần hồn để phân biệt được phương hướng. Bơi được nửa ngày, đột nhiên thân hình của Trung Nguyên dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được từ nơi xa truyền đến một làn sóng chấn động rất nhỏ bé. Đầu nguồn của làn sóng này bắt nguồn từ một đống đá ngầm ở phía trước. Trung Chu Nguyên chuyển hướng bơi về nơi đó, sau đó đặt chân lên một mảnh đá tảng cái đặt chân này của chu nguyên mang theo lực lượng cực lớn chỉ vừa đặt xuống đã khiến cho tảng đá dưới chân vỡ vụn ra chỉ thấy ngay sau đó thì có một luồng quang mang lớn chừng ngón cái dâng lên chậm rãi chu nguyên đưa tay bắt lấy luồng quang mang này xem xét với vẻ hiếu kỳ chỉ thấy lúc này ở trong lòng bàn tay chu nguyên đang có một viên tinh thể màu vàng lớn chừng ngón tay cái trôi nổi lơ lửng cất dấu ở bên trong của tinh thể là một giọt chất lỏng màu vàng óng giọt chất lỏng này cực kỳ đặc quánh xền dệt đang chậm rãi ngọ nguậy tựa như vật sống có thể cảm nhận được một cách mơ hồ về một luồng dao động huyền diệu phát tán ra từ trong nó. Đây chính là Long Nguyên Tủy. Trung Nguyên quan sát chất lỏng màu vàng rền sệt này một lúc, nếu như hắn không có đoán sai thì đây chính là nguyên liệu trọng yếu nhất cho quá trình Nguyên Tủy tẩy lễ, Long Nguyên Tủy. Thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong cái này lại quá mỏng manh rồi. Trung Nguyên gãi đầu một cái, dựa theo những gì mà Chu Thái từng miêu tả thì dù cho nghi thức tẩy lễ ở cấp độ thấp nhất là Nhất Long thì cũng yêu cầu cần phải sử dụng mấy chục giọt Long Nguyên Tủy. Trung Nguyên lấy ra một cái bình ngọc, sau đó thả viên long nguyên tủy này vào bên trong. Thế nhưng ngay tại lúc mà Chu Nguyên vừa mới bỏ long nguyên tủy vào trong bình, thì ở khu vực nước biển phía sau hắn lại xuất hiện một luồng dao động cực kỳ nhỏ bé, chỉ thấy từ sâu trong đám đá biển này, có một cái bóng mờ mờ lặng lẽ hiện ra, dần dần, một con thú lớn với kích thước chừng trăm trượng, thân thể trong suốt, xuất hiện ở sau lưng Chu Nguyên. Trong con mắt của con thú lớn với kích thước ước chừng trăm trượng kia hiện lên vẻ tham lam và khát vọng, nó nhìn chằm chằm vào thân hình của Chu Nguyên với vẻ thèm thuồng tượng như khi nhìn thấy một món đồ ăn ngon. Ngay sau đó, nó đột nhiên mở ra cái miệng to lớn của mình táp một ngụm về phía thân hình của trung nguyên xoẹt thế nhưng ngay trong nháy mắt mà cái miệng to lớn của nó vừa cán tới thì đột nhiên có một cây bút được bao phủ trong lớp nguyên khí màu vàng óng lại trực tiếp xé rách nước biển mang theo lực lượng kinh người xuyên thủng đầu của nó chỉ trong nháy mắt trung nguyên xoay người lại quan sát con thú to lớn trong suốt này đây chính là thủy thú loài sinh vật được sinh ra từ long khí của long mặt hay sao trung nguyên vô cùng hứng thú mà đứng quan sát con thú lớn dù bị trọng thương nhưng vẫn đang liều mạng dãy ruộa như cũ kia con thủy thú ở trước mắt có kích thước chừng trăm trượng, dựa theo ước lượng của Chu Nguyên thì thực lực của nó cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cảnh giới Thái Sơ nhất trọng thiên. Thế nhưng khi Chu Nguyên nhìn thấy con mắt của con thủy thú này thì lại hơi ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện đôi mắt của nó khi nhìn chằm chằm vào mình lại mang theo vẻ tham lam cực độ, con thủy thú liên tục đóng mở cái miệng, tưởng như đang cố nuốt lấy tên nhân loại trước mắt này vào trong miệng mình. Chẳng phải mọi người đều nói là thủy thú không có linh trí, chỉ hành động dựa theo bản năng thôi sao? Chu Nguyên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút ánh mắt tham lam cùng khát vọng của con thủy thú này là cực kỳ rõ ràng, đây căn bản không phải là ánh mắt của một loài sinh vật không có trí khôn nên có được. Chẳng lẽ đây cũng là một loại bản năng xui khiến con thủy thú này ăn được hắn? Thế nhưng sư huynh Chu Thái cũng chưa từng đề cập tới loại hiện tượng này mà. Chu Nguyên nhíu mày, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, tay cầm Thiên Nguyên bút, nguyên khí bên trong cơ thể cũng dâng trào mà ra. Oanh, chỉ trong nháy mắt, thân thể lớn tới trăm trượng của con thủy thú bị đánh nổ tung lên, tạo nên một cơn sóng chấn động lan ra xung quanh có thể nhìn thấy một vệt sáng vàng ẩn hiện ở trong trung tâm của luồng dao động này. Trung Nguyên đưa tay bắt lấy nó, chỉ thấy luồng ánh sáng vàng này thực ra lại là một viên tinh thể màu vàng, vẫn như cũ là thứ Long Nguyên Tủy kia, chỉ là lần này thì viên tinh thể mới thu được to hơn vài phần so với viên cũ, giọt Long Nguyên Tủy được ẩn chứa ở bên trong nó cũng nồng hậu dày đặc hơn một chút. Sau khi thu hồi viên Long Nguyên Tủy này, Trung Nguyên cũng không dừng lại lâu mà quay người bơi đi, tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Lần này, cũng qua không được bao lâu thì thân hình của Trung Nguyên lại đột ngột dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy ở phía trước mặt mình truyền tới một luồng dao động cực kỳ mạnh mẽ của nước biển ngay sau đó có từng con thủy thú với kích thước cực kỳ to lớn chậm rãi hiện lên bao vây ở xung quanh bốn phương tám hướng của chu nguyên đầu lông mày của chu nguyên nhíu chặt lại nguyên nhân khiến cho chu nguyên nhíu mày lại cũng không phải là vì số lượng đông đảo của những con thủy thú này mà là bởi vì chu nguyên phát hiện ra rằng trong đôi con ngươi vốn trong suốt của những con thủy thú này lại đều đang mang theo cơn khát vọng tham lam nồng đậm cả đám đều nhìn cắt gao chằm chằm vào thân hình của chu nguyên ánh mắt của chúng giống y như đúc với con thủy thú vừa nãy có điều gì đó là lạ ở đây hắn lẩm bẩm nói oanh một luồng nguyên khí màu vàng óng sẽ rách đáy biển tam tối tưởng như một con mãng xà đang nổi giận lao thẳng về phía những con thủy thú với kích thước hơn trăm trượng đang định cắn trung nguyên khí thế hùng hổ dọa người kia và chỉ trong nháy mắt liền xé nát bọn chúng thành từng mảnh vụn trung nguyên cầm hiên nguyên bút ở trong tay vẩy ngòi bút một cái chỉ thấy nơi đầu lông tơ màu tuyết trắng của ngòi bút lập tức phân hóa ra thành vô số những sợi tơ mảnh mai mà sắc bén vươn ra và cuốn lấy những mảnh vỡ của lũ thủy thú với kích thước hơn trăm trượng kia cuối cùng trực tiếp siết chặt khiến cho chúng nổ tung thành phấn vụn dưới sự trùng kích của trận chiến đấu nước biển xung quanh bị xê dịch tạo thành một luồng lốc xoáy nhỏ trong lòng biển mà thân hình của Trung nguyên đang đứng ở ngay trung tâm của vòng xoáy ấy xung quanh hắn là vô số những mảnh vụn của lũ thủy thú với kích thước hơn trăm trượng vừa mới bị chém giết phải qua tận hơn 10 phút đồng hồ sau thì sự bạo động của nguyên khí ở xung quanh mới dần dần lắng lại trung nguyên đứng nguyên tại chỗ với vẻ bình tĩnh tay áo vung lên chỉ thấy mấy chục viên long nguyên tùy bị một luồng lực lượng vô hình cuốn lấy và bay về phía hắn trong trận chiến vừa rồi mặc dù số lượng thủy thú vây công chu nguyên là rất nhiều thế nhưng kích thước của chúng cũng chỉ đa phần ở mức khoảng chừng hơn trăm trượng tức là cũng tương đương với thực lực của cao thủ cảnh giới thái sơ nhất trọng thiên thế nên bọn chúng cũng không thể tạo thành sự uy hiếp quá lớn đối với chu nguyên thế là chỉ cần tốn một ít công sức cùng thời gian thì chu nguyên đã thành công chém giết được lũ thủy thú với kích thước hơn trăm trượng này đồng thời còn tiện tay thu hoạch được một số viên long nguyên tùy Trung Nguyên đem những viên Long Nguyên tủy này cất đi, thế nhưng lông mày vẫn không nhịn được nhíu chặt lại, bởi vì hành động liều chết vây công Trung Nguyên lúc trước của lũ thủy thú có kích thước hơn trăm trượng này là rất khác thường. Theo những gì mà Chu Thái đã nói lúc trước thì khi tiến vào bên trong Nguyên Trì sẽ gặp phải hai chuyện phiền toái khá lớn, một cái là người xâm nhập sẽ phải đối mặt với sự tiêu hao cực kỳ lớn của nguyên khí do tác động của áp lực đến từ nguyên khí trong thiên địa, một cái khác chính là lũ thủy thú với kích thước hơn trăm trượng này rất giỏi ẩn núp, muốn tìm kiếm cũng rất khó khăn. Thế nhưng tình hình trước mắt lại hoàn toàn ngược lại, căn bản là những con thủy thú với kích thước hơn trăm trượng này không có ý định trốn đi trái lại lại kết đàn kết lũ chủ động tới cửa gây sự bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim hiển nhiên tình hình dị thường này trái ngược hoàn toàn với những gì mà chu thái tưởng nói thế nhưng nhìn từ một phương diện khác thì tình huống này lại mang ý nghĩa tích cực cho việc săn giết thủy thú của mình bởi lẽ nếu như những con thủy thú này không chủ động lao tới đây thì để tìm kiếm và thu hoạch được số lượng thủy thú nhiều thế này thì mình sẽ phải tiêu hao ít nhất là một ngày trời chu nguyên lẩm bẩm nói không nói cái khác chỉ nhìn số lượng long nguyên tùy trước mắt thì trung nguyên đã thu được lợi ích không nhỏ thế là chỉ hơi trầm ngâm một chút trung nguyên lại một lần nữa đạp chân trên đám mây nguyên khí xé rách màn nước biển ở trước mắt mà lao đi thế nhưng lần này hắn lại nắm chặt thiên nguyên bút ở trong tay tinh thần cũng trở nên cảnh giác đề phòng hơn nhiều lúc này trung nguyên đã di động được nửa ngày trời thế nhưng bốn phía lại không hề có động tĩnh gì nữa điều này khiến cho sự cảnh giác trong lòng trung nguyên cũng hơi buông lòng xuống có lẽ sự kiện vừa nãy cũng chỉ là do trùng hợp hoặc là do Trung Nguyên vừa vạn xâm nhập vào trong phạm vi hoạt động của một bầy thủy thú. Hả? Thế nhưng ngay tại lúc mà Chu Nguyên vừa mới nghĩ như vậy thì tinh thần của hắn lại đột nhiên rung lên cảnh báo, nguyên khí bên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển đem toàn thân bao phủ lại, hai mắt Chu Nguyên cũng nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy màn nước biển ở nơi đó đang xuất hiện sự biến động dữ dội, chỉ qua vài giây ngắn ngủi thì có khoảng chừng 10 con thủy thú to lớn rẽ nước lao ra. Trong đó, thể tích của hai con thủy thú đi đầu đã đạt đến hơn 300 trượng, những con còn lại cũng có kích thước khoảng chừng hơn 200 trượng thực lực của bảy thủy thú này đã tương đương với thực lực của cao thủ cảnh giới thái sơ tam trọng thiên lúc này tình hình giống y hệt với lúc trước con mắt của những con thủy thú này đều ẩn chứa sự tham lam nồng đậm tất cả đều tập trung nhìn chằm chằm về phía trung nguyên trung nguyên quan sát những con thủy thú này một lúc khẽ thở dài một hơi trong lòng cũng đã hiểu rõ hiển nhiên là hiện tượng này cũng không phải là trùng hợp mà rất có thể là trên người hán có mang theo một thứ gì đó có sức hấp dẫn rất mạnh với những con thủy thú này đến tột cùng là thứ gì đang hấp dẫn những con thủy thú này đây trung nguyên trầm tư tự hỏi những con thủy thú đang lao tới này cũng không cho chu nguyên có thời gian để mà trầm tư bọn chúng đồng loạt phát ra một loại sóng âm rất kỳ lạ thân thể to lớn cũng lao qua màn nước biển với tốc độ cực nhanh mục tiêu trực chỉ chu nguyên đang đứng ở đằng kia Phạn kình văn trước thế tiến công hung mãnh của đàn thủy thú chỉ thấy chu nguyên vung tay lên một cái theo đó có một cây bút màu đen mang theo từng luồng nguyên khí sáng chói đập mạnh xuống mang theo lực lượng đáng sợ như của một con cổ kình nện ở trên đỉnh đầu của con thủy thú với kích thước hơn 300 trăm triệu dẫn đầu kia oanh một bút vừa rơi lập tức tạo thành một luồng sóng xung kích bạo phát ra bốn phía khiến cho nước biển ở trong phạm vi ngàn trượng xung quanh đều bị cuốn lật lên mà con thủy thú với thực lực có thể so sánh với cao thủ cảnh giới thái sơ tam trọng thiên kia cũng bị đập nát ngay tại chỗ lợi dụng khoảng thời gian chỉ trong nháy mắt này thân hình của trung nguyên đã trở nên hư hóa cuối cùng hóa thành một đoàn mây mù bắn mãnh liệt mà ra những nơi mà đoàn mây mù ấy đi qua thì từng con thủy thú ở đó đều không ngừng bạo tạc có thể nói là đánh đâu thắng đó chiến đấu đến cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh với thực lực ngày hôm nay của trung nguyên thì dù cho có phải đối mặt với cao thủ cảnh giới thái sơ ngũ trọng thiên thì hắn vẫn có sức để đánh một trận thế nên hiển nhiên là những con thủy thú với thực lực cao lắm chỉ ở mức thái sơ tam trọng thiên này đã không thể nào ngăn cản được hắn chiến đấu kết thúc trung nguyên đưa tay thu hồi long nguyên tủy thiên nguyên bút cũng thu nhỏ lại bay về trong tay hắn cười lạnh nói đều là tặng không long nguyên tủy không cần thì phí ta cũng muốn nhìn xem đến tột cùng thì các ngươi có thể đưa tặng bao nhiêu cho ta vừa nói xong thân hình trung nguyên đã bắn mãnh liệt mà ra mang theo khí thế sắc bén ngút trời trung nguyên cũng không còn xoắn xít về nguyên nhân của hiện tượng lạ thường của những con thủy thú này nữa dù sao mục đích chuyến đi này của trung nguyên cũng là long nguyên tủy như vậy những con thủy thú này tới càng nhiều thì thu hoạch của trung nguyên lại càng lớn thế là dọc theo con đường đi về phía trước chỉ trong khoảng thời gian nửa canh giờ ngắn ngủi thì trung nguyên đã trực tiếp gặp phải năm đàn thủy thú có quy mô lớn chặn đường ngăn cản cấp độ của những trận đại chiến này đều cực kỳ kịch liệt nhiều lúc trung nguyên phải triển khai toàn bộ chiến lực mới có thể chém giết được những đàn thủy thú này thế nhưng đồng thời thì thu hoạch cũng cực kỳ phong phú có thể nói là đầy bồn đầy bát đến mức trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của Trung Nguyên cũng không nhịn được hiện lên vẻ mừng rỡ không thôi. Cửu Long Điền, Vũ Long, năm luồng nguyên khí mang theo hình dáng của nguyên thú gào thét lao ra, trực tiếp xé rách con thủy thú có kích thước gần 400 trượng ở trước mặt, cùng lúc đó thì có một viên long nguyên tủy lớn chừng nắm tay bay ra, bị Trung Nguyên thu vào trong túi. Còn ai nữa không? Tầm mắt quét ngang xung quanh, Trung Nguyên vui sướng ngửa mặt lên trời cười to, trên suốt đoạn đường vừa mới đi qua này, có thể nói Trung Nguyên được chém giết đến mức cực kỳ vui sướng thoải mái bởi vì chính những con thủy thú này đã trở thành nguồn cung cấp dồi dào, cống hiến cho hắn thu hoạch được số lượng long nguyên tủy rất lớn. Dựa theo Trung Nguyên ước đoán, thì số lượng long nguyên tủy mà hắn đã thu thập được cũng đã đủ để cho Trung Nguyên được hưởng một lần nghi thức nguyên tủy tẩy lễ có cấp độ tứ long. Mà thời gian để Trung Nguyên có thể thu hoạch được số lượng long nguyên tủy này cũng vẻn vẹn chỉ là một canh giờ mà thôi. Thu hoạch lớn như vậy khiến cho Trung Nguyên lâm vào trong sự hưng phấn vô cùng. Hôm nay các ngươi đến bao nhiêu, ta liền giết bấy nhiêu. Trung Nguyên cầm thiên nguyên bút trong tay, tay chỉ xuống dưới, Nói với giọng nói đầy vẻ phóng khoáng. Thế nhưng ngay tại lúc mà âm thanh của Chu Nguyên vừa mới dứt, thì chỉ thấy nước biển ở phía trước lại bắt đầu chập trùng kịch liệt, ngay sau đó, từng con thủy thú với kích thước lớn chừng 500 trượng xuất hiện, chúng xé rách màn nước biển và lao về phía Chu Nguyên với tốc độ cực nhanh. Chỉ tính riêng số lượng những con thủy thú có kích thước hơn 500 trượng thôi thì con số đã lên tới 8 con rồi, đây là còn chưa kể tới mười mấy con thủy thú có kích thước chừng 400 trượng cùng càng nhiều thủy thú có thể tích nhỏ hơn đang đi theo sau lưng chúng. Quy mô của đàn thú lớn tới mức dọa người trực tiếp khiến cho vẻ hào phóng trên gương mặt Trung Nguyên biến mất chẳng còn chút gì. Nếu như chỉ xuất hiện một con thủy thú với kích thước 500 trượng thì Trung Nguyên vẫn có tự tin có thể chém giết được nó. Thế nhưng lúc này lại có tới 8 con như vậy đồng thời xuất hiện, hơn nữa lại còn có càng nhiều thủy thú đang kéo tới ở phía sau. Với quy mô như vậy thì dù cho có là cao thủ cảnh giới thái sơ lục trọng thiên, nếu gặp phải, thì cũng chỉ có nước quay đầu mà chạy. Lúc này, gương mặt của Trung Nguyên đã đan sen hai màu trắng xanh. Hắn nhìn về phía đám thủy thú đang gào thét lao tới với khí thế cực kỳ hung mãnh kia, không nhịn được cắn răng nói, các người giỏi lắm, chỉ kịp nói được một câu, chu nguyên liền vội vàng thu lại thiên nguyên bút, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy. chu nguyên cũng không phải đồ đần, khi đối mặt với đàn thủy thú có quy mô lớn tới mức độ này, dù cho hắn có thể trải qua một trận chiến gian khổ và giải quyết được đi nữa, thì đến lúc đó chỉ sợ nguyên khí bên trong cơ thể đã bị tiêu hao không còn, mà hiển nhiên việc tiêu hao hết nguyên khí dự trữ của mình, khiến cho bản thân trở nên suy yếu ở một nơi nguy hiểm như nơi nguyên chỉ này cũng chẳng phải là việc làm sáng suốt gì. nhìn thấy chu nguyên quay đầu bỏ chạy trong cái miệng lớn của rất nhiều con thủy thú đều xuất hiện từng quả bong bóng thân thể cao lớn của chúng cũng lập tức vạch phá mà nước biển hóa thành một cái bóng mở lao thật nhanh đuổi theo sau lưng trung nguyên thân hình trung nguyên đã tiến vào trạng thái hư hóa tốc độ cũng đạt tới mức cực hạn trên đường trốn chạy hắn quay đầu nhìn về phía đàn thủy thú đang đuổi sát không tha ở phía sau lưng trong lòng cũng kêu khổ không thôi trung nguyên cũng không ngờ là mình sẽ lại trêu chọc tới số lượng thủy thú lớn đến như vậy đối với tình hình trước mắt thì cũng chỉ còn cách cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của đàn thủy thú này rồi mới có thể bình tĩnh mà tính tiếp thế là một người cùng một đám thủy thú cứ thành đoàn truy đuổi nhau chạy khắp nơi trong biển nguyên trì thỉnh thoảng cũng sẽ có những đệ tử khác đang săn bắt thủy thú ở trong biển đi ngang qua khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đều không nhịn được kinh ngạc mà trợn mắt há hốc mồm bọn hắn vất vả tìm kiếm thủy thú lâu như vậy mà chẳng thấy bóng dáng con nào thế mà kẻ này lại được hưởng thụ đặc quyền đối mặt với nhiều con thủy thú hội tụ vào một chỗ đến như vậy thực ra thì cũng có đệ tử này lòng tham muốn đi theo sau ăn hôi thế nhưng khi những người này nhìn rõ ràng số lượng của đàn thủy thú thì đều không nhịn được sợ hãi đến mức tê cả da đầu lập tức giải tán đừng nói là bọn họ ngay cả những đệ tử đai tím kia cũng không có niềm tin mà đối mặt với đàn thủy thú có quy mô lớn tới nhường này trung nguyên chạy trốn được một lúc lâu thế nhưng hắn lại phát hiện khi thời gian càng kéo dài thì số lượng thủy thú gia nhập đổi theo mình lại càng nhiều thế là hắn cũng không dám lưu lại ở trong biển nguyên trì nữa tranh thủ thời gian thoát ra khỏi mặt nước lần theo đường cũ để trở về nơi thung lũng đôi chân ngọc ngà thon dài của yêu yêu vẫn đang nhẹ nhàng đong đưa trong nước biển thôn thôn thì vẫn uể oải nằm nhoài bên cạnh của nàng đột nhiên thôn thôn đứng phát dậy nó gầm lên những tiếng giống trầm thấp về một hướng nào đó ở trong mặt biển phù phù ngay sau đó chỉ thấy mặt biển bị sốc lên một bóng người cũng nhanh chóng lao ra với vẻ cực kỳ chật vật cuối cùng vội vàng rơi vào phía trên một tảng đá lớn ầm ầm ngay sau đó vô số những chỗ khác ở mặt biển xung quanh cũng văng lên tung tóe những bọt nước theo đó có từng con thủy thú với thể tích khổng lồ lao ra khỏi mặt biển há cái miệng đen ngầm muốn cắn xé về phía trung nguyên với khí thế cực kỳ hung hãn giống trên bờ biển thân thể vốn nhỏ xinh của thôn thôn lại đột nhiên phóng to ra cả người nó đều tỏa ra một luồng ánh sáng ám trầm toàn thân thôn thôn được bao phủ bởi một lớp vẩy giáp màu vàng óng ẩn sâu dưới lớp vẩy giáp ấy còn có từng dòng dung nham chảy xuôi chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi thôn thôn đã biến hóa từ một chú chó nhỏ xinh xắn trở thành một con cự thú thần vì lớn tới mấy chục trượng dữ tợn mà uy vũ một luồng áp lực kinh khủng cũng bộc phát từ trong cơ thể của nó quét ngang mà ra thôn thôn nhảy lên một cái xuất hiện ở ngay phía trước trung nguyên chú ta vừa há ra cái miệng lớn lập tức có một luồng lực hút cực kỳ kinh khủng bạo phát ra xung quanh dưới tác dụng của lực hút này con thủy thú có kích thước chừng 500 trượng ở ngay phía trước nhất bị thôn thôn chỉ bằng một ngụm liền nuốt vào trong bụng sạch sẽ ngay cả cạn cũng không còn giống vừa nuốt xong một con thủy thú thôn thôn lại phát ra tiếng gào thét một lần nữa tiếng giống của nó tự như sấm rền vang vọng toàn bộ sơn cốc khiến cho ngay cả mặt đất đều bị ảnh hưởng trở nên rung rẩy kịch liệt khắp nơi đều tràn ngập một luồng áp lực kinh khủng những con thủy thú núp ở dưới mặt biển vẫn còn đang chuẩn bị lao ra kia lập tức cứng đơ người tự như đang phải gánh chịu lấy một loại áp chế nào đó cực lớn cuối cùng chúng cũng chỉ đang không cam lòng mà chậm rãi trầm xuống mặt biển biến mất không thấy gì nữa trải qua một đoạn thời gian thì mặt biển vốn hỗn loạn mới khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có thân hình khổng lồ của thôn thôn cũng thu nhỏ lại nhanh chóng trở về hình thái chú chó con nhỏ sinh kia sau đó chú ta quay đầu trong con ngươi tràn đầy vẻ kiêu ngạo cùng chế giễu mà nhìn về phía trung nguyên đang đứng ở đằng sau gương mặt xinh đẹp kia của yêu yêu cũng nghiêng qua kỳ lạ là sự cố phát sinh đột một lúc trước cũng không khiến cho nàng có cảm giác kinh ngãi nào cả ngược lại lúc này cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt của nàng lại cong lên một vòng đường cong đầy trêu tức dành cho chu nguyên chơi vui hay không chu nguyên đang lặng lẽ lau mấy giọt mồ hôi trên trán chợt nghe yêu yêu nói vậy thì lại cảm thấy có gì đó không đúng chừng to mắt nhìn về phía yêu yêu tỷ tỷ biết trước là chuyện này sẽ xảy ra rồi nhìn bộ dạng bây giờ của yêu yêu thật giống như là đã biết rõ kết cục mà chu nguyên sẽ gặp phải khi tiến vào trong lòng biển của chỗ nguyên trì này nơi bờ biển bên cạnh thung lũng nhìn thấy vẻ giật mình chừng to mắt nhìn lấy mình kia của chu nguyên yêu yêu lại chẳng thèm để ý, chỉ hết sức lười biếng mà rỗi lên hai tay ngáp một cái. Động tác này khiến cho thân hình mềm mại uyển chuyển của nàng uốn thành một đường cong hoàn mỹ mê người. Thế nhưng lúc này Chu Nguyên lại chẳng còn có tâm tư thưởng thức vẻ đẹp ấy, trên khuôn mặt chỉ tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng không hiểu nhìn về phía yêu yêu. Bản chất của những con thủy thú này chính là do long khí dư thừa bị phát tán ra từ dòng nguyên long mạch kia biến hóa mà thành. Tuy nói bọn chúng không có trí khôn, thế nhưng vẫn có khả năng hành động theo bản năng. Yêu yêu nhẹ nhàng lung lay đôi chân ngọc ngà, từng giọt nước biển bán lên, sau đó lại trượt xuống dọc theo đôi chân trơn bóng ấy dưới sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời lại càng thêm tỏa sáng trói lọi về phần thông thiên huyền mãng khí trong cơ thể cậu lại là kết quả diễn sinh ra từ tổ long kinh nói cách khác bên trong nguyên khí của cậu cũng có ẩn chứa một phần long khí hơn nữa còn là loại long khí nguyên thủy nhất thuần túy nhất thế nên khi tiến vào bên trong lòng biển của nguyên trì thì dù cho người khác phải gánh chịu lấy áp lực đến từ thiên địa riêng bản thân cậu lại có năng lực kháng tính nhất định với loại uy lực này nguyên nhân của hiện tượng này là bắt nguồn từ thông thiên huyền mãng khí mà việc cậu bị đám thủy thú này đuổi giết cũng là bởi vì do đây có thể nói ở trong mắt những con thủy thú này cậu chẳng khác gì một món ăn có hương vị cực ngon hơn nữa còn giàu chất dinh dưỡng chỉ cần có thể ăn được món ăn là cậu này thì bọn chúng sẽ có khả năng sản sinh ra trí khôn trở thành một loài sinh vật chân chính mà không phải là những đoàn năng lượng chỉ tồn tại dưới sự thúc đẩy của bản năng này nói đến đây yêu yêu ném cho chu nguyên một nụ cười đầy vẻ trêu chọc nói thế nên ngay tại khi cậu muốn có được long nguyên tủy bên trong cơ thể của đám thủy thú này thì ngược lại chính bọn chúng cũng muốn ăn được món mỹ vị là cậu đấy chu nguyên nghe vậy thì sửng sốt một lúc lâu mặc dù lúc trước thì hắn cũng đã từng suy nghĩ tới loại khả năng này nhưng bây giờ nghe được yêu yêu giải thích cặn kẽ thì cũng coi như hiểu rõ triệt để nguyên nhân của tình huống vừa rồi bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim hóa ra tất cả là do từ tổ long kinh mà ra vậy tại sao lúc trước tỷ lại không cảnh báo cho ta một tiếng chu nguyên có chút tức giận nói hiển nhiên là yêu yêu đã biết trước sẽ xảy ra tình huống này thế mà lại không nhắc nhở hắn một câu chắc hẳn cô nàng đang muốn nhìn thấy cảnh tượng mất mặt của trung nguyên đây mà đôi bàn tay bút mang của yêu yêu nhẹ nhàng chống lấy cái cằm trắng nõn đôi mắt đẹp hơi hiếp lại nói nếu cái gì cũng nói cho cậu biết thì còn gì là thú vị nữa trung nguyên nhịn không được trợn trắng mắt đặt mông ngồi xuống trong giọng nói tràn đầy vẻ buồn bực nếu vậy thì ta phải làm sao bây giờ chỉ cần ta vừa mới tiến vào trong nguyên trì thì sẽ hấp dẫn một lượng lớn thủy thú tới đây điểm mấu chốt là theo thời gian trôi qua không chỉ số lượng thủy thú bị hấp dẫn càng ngày càng nhiều mà thực lực của chúng cũng càng ngày càng cao với thực lực hiện nay của Trung Nguyên thì hiển nhiên là không có khả năng chống đỡ được lâu. Trung Nguyên than ngắn thở dài, cuối cùng đưa tay lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chiếc bình ngọc này có đựng một lượng long nguyên tủy tràn đầy, đây đều là chiến lợi phẩm mà Trung Nguyên thu hoạch được từ những trận chiến trước đó. Với số lượng này thì hẳn là có thể đủ để hắn có thể hưởng thụ một lần nghi thức nguyên tùy tẩy lễ ở cấp độ tứ long. Thế nhưng hiển nhiên là Trung Nguyên vẫn còn chưa thỏa mãn với mức độ này. Phải biết, lúc này Trung Nguyên vẫn chưa phải là đệ tử đai tím, thế nên nếu như để lỡ qua cơ hội lần này thì sẽ chẳng biết phải chờ tới lúc nào. Trung Nguyên mới lại có cơ hội tiến vào bên trong Nguyên Trì. Vì thế mà Trung Nguyên mới muốn dùng hết khả năng của mình để đạt được lợi ích lớn nhất trong lần tìm kiếm Long Nguyên Tùy đầu tiên này. Vốt! Ngay tại lúc mà Trung Nguyên vẫn còn đang ngẩn người nhìn chăm chằm vào chiếc bình ngọc chứa đầy Long Nguyên Tùy đang tỏa ra từng luồng kim quang lóng lánh trước mắt, thì đột nhiên có một cái bóng đen vút cái mà qua, sau đó Trung Nguyên trượt cảm nhận được bàn tay của mình nhẹ bẫng, mà cái bình ngọc vốn đang cầm trên tay cũng biến mất không còn thấy đâu nữa. Trung Nguyên sững sờ, vội vàng quay đầu, sau đó liền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy chiếc bình ngọc của mình đang bị thôn thôn ngậm lấy tại trong miệng nhìn thấy chu nguyên quay người nhìn lại thôn thôn liền há to mồm nuốt cả cái bình ngọc vào trong bụng nuốt xong chú ta còn vươn móng vuốt đập đập cái bụng nhỏ ra vẻ thỏa mãn a a a a a từ trong khe núi lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương chu nguyên vội vàng sông về phía trước một phát bắt được cái cổ của thôn thôn hai tay dùng sức lay động gầm thét lên mẹ nó thôn thôn mày mau phun cái bình ra cho ta ngay phải biết tất cả long nguyên tủy cất chứa trong cái bình ấy chính là thành quả mà chu nguyên phải vất vả suốt nửa ngày trời mới thu hoạch được bây giờ thôn thôn lại một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng thử hỏi làm sao mà chu nguyên không tức cho được nhưng mà mặc kệ chu nguyên lay động mạnh đến mức nào đi nữa thì thôn thôn vẫn cứ ngậm chặt lấy cái miệng chú ta lại còn thành thời duỗi ra một cái móng vuốt cào ra một mảnh vết máu bên trên mặt chu nguyên một người một thú đánh nhau túi bụi cảnh tượng cực kỳ thê thảm yêu yêu thở dài một hơi quay đầu sang chỗ khác bắt không thấy tâm không phiền đúng là hai kẻ đần một người một thú đánh nhau suốt nửa ngày trời cuối cùng thì trung nguyên cũng chỉ có thể móc trở lại một viên long nguyên tủy lớn chừng ngón tay cái từ trong miệng của thôn thôn mà vì cứ giúp lấy một viên long nguyên tủy nhỏ nhai này cái mà trung nguyên phải trả giá là đầy người vết máu đây đều là những vết cào do thôn thôn để lại hầm hư gầm gư thế nhưng cho dù chỉ bị đoạt lại có một viên long nguyên tủy nho nhỏ thôn thôn vẫn cứ tỏ vẻ hết sức khó chịu Chúng ta cảm thấy mình đã ăn vào trong miệng mà lại còn để cho bị cướp ra ngoài quả thực là một sự sỉ nhục bà nội nhà ngươi Chu Nguyên nhìn đăm đam viên long nguyên tủy nhỏ bé tới mức đáng thương trong tay mình, không nhịn được cắn răng văng tục một tiếng, giờ thì tốt rồi, đừng nói là tẩy lễ ở cấp độ tứ long, dù cho tẩy lễ nhất long thì cũng đừng mong được hưởng. Đùng, một hòn đá nhỏ đột nhiên đánh vào trên trán của Chu Nguyên. Trung Nguyên quay người nhìn lại, chỉ thấy yêu yêu lườm hắn một cái, nói, không cho phép cậu được mắng thôn thôn. Thôn thôn thấy thế thì bên trong con người lập tức hiện lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác, sau đó lon ta lon ton chạy tới bên người yêu yêu tỏ vẻ lấy lòng thế nhưng yêu yêu lại quay qua chừng nó một chút thôn thôn bị chừng đứng sững tại chỗ cuối cùng chỉ có thể tỏ vẻ ủy khuất lầm bầm lầm bầm vài tiếng sau đó nằm dạp trên mặt đất trung nguyên lao đi vết máu ở trên mặt thở dài một hơi đầy vẻ chán nản nói xem ra chỉ có thể tiếp tục đi liều mạng với tình hình trước mắt này nếu còn muốn được hưởng thụ nghi thức tẩy lễ ở cấp độ tốt một chút thì trung nguyên cũng chỉ còn có cách tiếp tục lặn vào bên trong nguyên trì để săn giết thủy thú chỉ là đến lúc đó thì sẽ khó tránh khỏi cục diện bị cả đàn thủy thú truy sát ở khắp nơi Chu Nguyên hung hăng nhìn thôn thôn một chút, ánh mắt sắc bén tưởng như có thể dóc xương góc thịt, cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản đứng dậy, định tiếp tục đi tìm kiếm Long Nguyên tủy Long Nguyên tủy ở nơi này chính là do Long khí của Nguyên Long mạch kết tinh mà thành, đối với thôn thôn mà nói thì đây là một thứ đồ ăn bổ dưỡng, thế nên nó mới cấp ăn như vậy. Yêu yêu giải thích. Chu Nguyên nghe vậy thì hơi giật mình, thì ra là vậy, kỳ thật, đối với việc thôn thôn không hỏi mà cấp ăn số lượng Long Nguyên Tùy kia, Chu Nguyên cũng không phải là thực sự nổi giận, mà hành động đánh nhau với thôn thôn vừa nãy cũng chỉ là để phát tiết sự đè nén do bị đàn thủy thú đuổi giết trong thời gian dài vừa qua mà thôi nếu vậy chờ đến lúc ta có thể kiếm thêm được một ít long nguyên tủy thì sẽ phân cho nó một ít Trung nguyên nhún nhún vai nói nếu thực lực của thôn thôn có thể tăng lên thì chẳng khác nào là Trung nguyên hắn có thêm một phần trợ giúp to lớn yêu yêu nghĩ nghĩ phất phất tay ra hiệu cho thôn 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 thấy yêu yêu gọi mình thì lập tức nhảy nhót chạy tới bên người nàng sau đó chú ta liền bị yêu yêu sách cổ ném về phía trung nguyên trung nguyên vội vàng đưa tay đỡ lấy sau đó một người một thú vẫn còn không quên chừng mắt nhìn nhau cậu dẫn theo thôn thôn cùng đi đi yêu yêu cũng không thèm để ý tới hai đứa ngốc này nói nếu thôn thôn nó muốn có thu hoạch thì chính bản thân nó cũng phải làm việc để xứng đáng với thu hoạch ấy đồng thời nếu có sự trợ giúp của thôn thôn thì cậu cũng không cần phải lo lắng tới việc sẽ bị đám thủy thú kia vây công nữa với thực lực của thôn thôn thì cũng đủ để bảo vệ cho cậu không gặp phải nguy hiểm gì chu nguyên nghe vậy thì vui vô cùng nếu có thể để cho thôn thôn làm tay chân đối phó với những con thủy thú muốn ăn hắn kia vậy thì quả thực là một cơn ác mộng cho đám thủy thú này có thể nói là tới bao nhiêu thì bị giết bấy nhiêu nói trước cho chú mày biết nếu muốn được tiếp tục ăn tiếp tục ăn những viên lòng nguyên tủy ngon lành kia thì cần phải siêng năng làm việc đừng có lời biếng đấy chu nguyên nhìn chằm chằm thôn thôn dạy dỗ đến khi thu hoạch được lòng nguyên tủy thì ta chiếm 8 phần còn chú mày chiếm hai phần nói đoạn chu nguyên rưỡi ra mấy cái ngón tay ra hiệu cho thôn thôn thế nhưng thôn thôn vốn là cực kỳ thông minh trí khôn cực cao lập tức hiểu rõ bộ mặt gian thương của chu nguyên thế là chúng ta cũng duỗi ra mấy cây móng vuốt tạo thành động tác ý bảo nó chiếm bảy phần trung nguyên ba phần trung nguyên thấy thế cũng tức giận tới mức bật cười con chó nhỏ này lại còn dám cò kè mặc cả với mình chẳng lẽ thật coi mình là chân bốc vác rồi đây à thế là một người một thú lại nổ ra tranh chấp một lần nữa khoa tay múa chân yêu yêu đứng ở một bên bị hai đứa ngốc này ồn ào làm cho đau đầu thế là nàng cũng không nhịn được nữa tiện tay liền vang một đạo nguyên văn ra ngoài đạo nguyên văn ấy hóa thành một cột điện chớp đánh thẳng về phía một người một thú vẫn còn đang quần nhau kia mỗi người chiếm một nửa còn ngay bây giờ hai người các người lập tức lăn xuống đi tìm long nguyên tủy cho ta yêu yêu vừa dứt lời một người một thú lập tức yên tĩnh lại thôn thôn lẩm bẩm hai tiếng mặc dù vẫn còn nhìn trung nguyên ngứa hết cả mắt nhưng vẫn không dám trái lời yêu yêu nhảy lên đứng ở trên bờ vai trung nguyên trung nguyên cũng bĩu môi né mình tránh qua cột điện chớp đánh tới kia sau đó dùng ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn về một mảnh nguyên chỉ vô tận ở trước mắt có sự giúp đỡ của thôn thôn thì có thể nói là những con thủy thú này đã không thể tạo thành uy hiếp được cho hắn nữa lúc trước các ngươi gọi hội truy sát ta vậy lúc này hãy chuẩn bị tâm lý hứng chịu sự trả thù đến từ trung nguyên ta hưởng thụ cảm giác bị đổi dễ thấp nơi đi trung nguyên cười lạnh một tiếng cảm thấy lực lượng bản thân lại một lần nữa phóng đại nói đoạn trung nguyên phất phất tay tạm biệt yêu yêu sau đó quay người trực tiếp nhảy vào bên trong lòng nguyên trì tiếp tục hành trình tìm kiếm lòng nguyên tủy một lần nữa yêu yêu vuốt vuốt cái chán cuối cùng cũng được thanh tính muốn được ngồi lặng yên ngâm nước một chút mà cũng không được tay chân ở đây mang nghĩa là đàn em trong nước biển tràn ngập sương mù trung nguyên chân đạp nguyên khí màu vàng cực nhanh mà qua nước biển bị mở ra, tốc độ cực nhanh, thôn thôn nằm sấp ở trên vai hắn, đôi mắt lười biếng quét qua bốn phía. Lần này, quay trở lại nguyên trì, Trung Nguyên đã có chỗ dựa, không cần lo lắng bị những thủy thú kia đuổi giết phải chật vật chạy thục mạng nữa. Đợi tí nữa nếu gặp phải thủy thú, ta sẽ lên trước thử sức, nếu là gặp phải thủy thú mà ta không đối phó được, ngươi lại đến. Thiên Nguyên bút trong hình thái văn linh hoạt chuyển động trên những đầu ngón tay của Trung Nguyên, hắn híp mắt cười nói với Thôn Thôn. Thôn Thôn lướt hắn một cái với ánh mắt xem thường, nó cảm thấy Trung Nguyên thật là vô sỉ, không phải là muốn cho nó đi gặm xương cứng sao, còn nói được đường hoàng như vậy. Tới rồi. Trung Nguyên không có lại vui đùa ầm ĩ cùng thôn thôn nữa mà ngẩng đầu lên, hai mắt hiếp lại nhìn về phía trước, chỗ đó nước biển chập trùng, từng con thủy thú cực lớn bắt đầu hiện ra. Mấy đôi mắt trong suốt đều tàn ra tham lam cùng khát vọng. Ọt ọt, có bong bóng xuất hiện từ trong miệng của những thủy thú kia rồi sau nháy mắt, nước biển bị xé nứt, thân thể khổng lồ mang theo sức mạnh cuồng bạo trực tiếp lao đến chỗ Trung Nguyên. Thì ra chỉ là một đám thủy thú hơn 200 trượng mà thôi. Trung Nguyên cười lạnh, nguyên khí màu vàng bay ra từ trong cơ thể của hắn và nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân hình của hắn oanh không chờ đám thủy thú đến gần trung nguyên đột nhiên lao ra thiên nguyên bút trong tay hắn lập tức căng phồng lên bên trên lông tơ trắng như tuyết có tia sáng màu đen tuyền phun ra nước vào tuần hoàn sau đó thiên nguyên bút hóa thành vô số tàn ảnh bao phủ đám thủy thú kia phanh phanh nước biển chấn động rồi nhanh chóng bị lực lượng cường hãn kia bài xích ra giống như là tạo thành một khu vực chân không trung nguyên nhanh chóng lao vào trong bầy thủy thú thế công lăng lệ ác liệt mỗi một hư ảnh hình bút gần như có thể xuyên thủng đầu một con thủy thú vì vậy chỉ sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủn chiến đấu đã chấm dứt từng viên long nguyên tùy tinh màu vàng trôi nổi một nửa trong số đó bị chu nguyên thu vào trong tay áo còn một nửa khác thì bị hắn ném về phía thôn 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 há miệng một hơi nuốt gọn cả đống long nguyên tùy tinh trong đôi mắt nho nhỏ hiện ra thần sắc thỏa mãn mà ngay khi một người một thú đang hưởng thụ long nguyên tùy tinh vừa lấy đến tay thần sắc trên mặt chu nguyên khẽ động sau đó hắn liền nhìn thấy lại có thủy thú cực lớn xuất hiện từ bốn phương tám hướng lần này có khoảng hơn 10 con và đều là loại có thể tích hơn 500 trượng. Số lượng thủy thú lần này còn nhiều hơn so với lúc trước khi Trung Nguyên bị đuổi giết. Nhưng lúc này đây, Trung Nguyên lại không có kinh hoàng chạy thục mạng mà là khẽ lay thôn thôn trên vai, nói, này, thôn thôn, dù sao ngươi cũng đã ăn đồ của ta rồi, bây giờ cũng nên làm việc. Ở trên vai hắn, thôn thôn lướt qua những thủy thú cực lớn đang xuống lại kia rồi lời biến ngáp một cái, sau đó, nó nhảy xuống, đứng ở trước mặt Trung Nguyên. Vào lúc này, theo thời gian dần trôi qua, nước biển ở xung quanh thôn thôn cũng bắt đầu sôi trào lên. Từ trong cơ thể của nó, nguyên khí chấn động kinh khủng chậm rãi phát tán ra, rồi thân thể của nó cũng nhanh chóng biến đổi. Chỉ sau mấy tức, một con thú non giống như chó con đã biến thành hung thú có lân giáp màu vàng thần bí kia. Mà khi thôn thôn hóa thành hình thái như vậy, những thủy thú xuống lại kia cũng thoáng cương cứng tựa như cảm thấy một loại áp chế. Tuy nói chúng thực sự không phải là nguyên thú mà chỉ là do long khí trong nguyên long mạch biến thành nhưng vẫn như cũ không có cách nào tránh khỏi loại áp chế này cảm giác bất an tựa như là khi hạ vị giả đối mặt với thượng vị giả. Hơn 10 con thủy thú có thể tích 500 trượng kia ẩn ẩn có chút bạo động nhưng cuối cùng ánh mắt của bọn nó vẫn tập trung ở trên người Trung Nguyên bởi vì nguyên khí của hắn làm cho chúng cảm thấy hấp dẫn đến chính mạng. Loại hấp dẫn này đủ để làm cho chúng có thể đè nén cảm giác bất an đến từ thôn thôn kia. ọt ọt. Vì vậy sau một khắc, rất nhiều thủy thú gào thét lao ra, bóng mờ bao phủ Trung Nguyên, từ trong cơ thể những thủy thú kia, nguyên khí cuồng bạo bùng nổ, tạo ra những con sóng cao vạn trượng, thôn thôn bễ nghẽ nhìn qua những thủy thú cực lớn đang vọt tới kia móng trước nhẹ nhàng đạp trên nước biển cái miệng khổng lồ khẽ mở ra có ánh sáng màu đen thần bí ở bên trong tia sáng màu đen bắt đầu hội tụ cuối cùng theo thời gian dần trôi qua nó tạo thành một quả cầu màu đen to khoảng chừng nửa trượng phía trên quả cầu màu đen này không có chút ánh sáng nào tựa như là bất luận ánh sáng gì muốn chiếu dọi lên cũng sẽ bị quả cầu này cắn nuốt cảm giác này làm cho quả cầu màu đen trông cực kỳ quỷ dị khiến cho người ta có một cảm giác nguy hiểm đến mức tận cùng hô cái đầu của thôn thôn đột nhiên hắt lên quả cầu màu đen kia đột nhiên bắn mạnh tới hơn 10 con thủy thú 500 triệu đang lao tới kia. Ông, bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Quả cầu màu đen có tốc độ cực nhanh, giống như là có thể xuyên thấu không gian vậy, chỉ trong nháy mắt, quả cầu màu đen này đã xuất hiện ở trung ương của hơn 10 con thủy thú, và ngay sau đó, quả cầu màu đen xoay tròn, lực hút kinh khủng bùng nổ. Lực hút này vừa xuất hiện, nước biển chung quanh lập tức chảy ngược về phía dưới, lấy quả cầu màu đen làm trung tâm, một vòng xoáy cực lớn nhanh chóng được tạo thành mà hơn 10 con thủy thú kia cũng nằm trong phạm vi tác động của lực hút khủng bố này chúng điên cuồng dãy giụa nhưng cuối cùng chúng cũng không có cách nào dãy giụa được khỏi lực hút và chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu màu đen kia càng ngày càng gần cuối cùng ngay khi chúng chạm tới quả cầu màu đen suy ngay lập tức tất cả những con thủy thú kia nhanh chóng bộc phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng lấy mắt thường có thể thấy được thân thể to lớn của chúng nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một vòng hào quang chui vào bên trong quả cầu màu đen và bị bóng tối thuần túy kia gạt bỏ sạch sẽ chỉ trong vài giây ngắn ngùn hơn 10 con thủy thú có thể so với thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đã biến mất, chỉ để lại 10 long nguyên thủy tinh to cỡ nắm tay lơ lửng ở chung quanh quả cầu màu đen. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trung Nguyên chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ đến, hơn 10 con thủy thú có thể so với thái sơ cảnh ngũ trọng thiên lại bị tiêu diệt đơn giản như vậy, sạch sẽ như vậy. Để làm được điều này thì cần thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Trung Nguyên nhìn qua thôn thôn đang loạn trọn biến lại hình dáng cũ với ánh mắt có chút cổ quái. Thật không biết thôn thôn đến tột cùng là nguyên thú gì mà có thể mạnh mẽ đến như vậy nhìn thấy ánh mắt rung động kia của Chu Nguyên, thôn thôn cũng đắc ý cười cười. Nó nhảy lên trên vai Chu Nguyên, duỗi móng vuốt ra chỉ chỉ vào những viên long nguyên tủy tinh đang trôi nổi kia, ý bảo Chu Nguyên đi thu thập chiến trường. Chu Nguyên nhún nhún vai, lướt lên, thu lấy hơn 10 khỏa to cỡ nắm tay long nguyên tủy tinh, ánh mắt có chút nóng lên. Chỉ cần số long nguyên tủy tinh này là tẩy lễ của hắn đã có thể đạt tới đẳng cấp ngũ long rồi. Nếu như là trước kia, Chu Nguyên có lẽ cũng sẽ thỏa mãn với kết quả này. Chẳng qua, hiện tại, sau khi hắn đã có trợ lực cường đại là thôn thôn, hiển nhiên là đẳng cấp ngũ long đã không thỏa mãn được khẩu vị của hắn rồi tốt thôn thôn xem ra hai ta thật sự là đồng bọn hợp tác hoàn mỹ không có khuyết điểm trung nguyên liếm liếm bờ môi cười nói nhưng mà thôn thôn lại lách nhìn hắn với thần sắc ghét bỏ tựa như là đang nói rằng rõ ràng chỉ có mình nó xuất lực mà chu nguyên chỉ là người quét dọn chiến trường mà thôi vì vậy trong mắt của nó khẽ giật giật rồi bỗng nhiên rưỡi móng vuốt ra vẽ hai hình như chữ bốn sáu lên không trung đúng là ý định sửa đổi hiệp nghị lúc trước bây giờ nó muốn chiếm sáu thành nhìn thấy thế trung nguyên cũng có chút tức giận tiểu xúc sinh nhà ngươi lại dám chiếm tiện nghi của ta sao hắn tung tung long nguyên tủy tinh trong tay hiếp mắt cười nói đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh nhau thì có thể phân phần nhiều ta có thể nói cho ngươi biết nếu như không có ta những thủy thú này sẽ ẩn nấp ở sâu bên trong nguyên trì ngươi muốn tìm cũng sẽ không tìm thấy đâu còn muốn một lần giết một đám thoải mái như vậy ư chỉ là nằm mơ thôi thôn thôn ngẩn người sau đó ủ rũ gục đầu xuống suy nghĩ cẩn thận thì thật đúng là tác dụng của trung nguyên cũng không nhỏ vì vậy nó chỉ có thể dầm gì hai tiếng đồng ý hiệp nghị phân trên 5 giờ 5 phút kia. Tiểu tử, ngươi còn non lắm, ta muốn trị ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy thế, khóe miệng của Trung Nguyên khẽ cong lên, sau đó, hắn lại tiếp tục đạp lên nguyên khí màu vàng lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Hắn nhìn qua sương mù tràn ngập trong nước biển, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, đã có thôn thôn tương trợ, hắn cảm thấy, có lẽ lúc này đây, mình có thể nghĩ đến đẳng cấp lục long, thậm chí là thất long rồi. Phía trên nguyên chỉ mênh mông, sương mù phiêu đãng, một bóng hình xinh đẹp mà quần áo trắng tinh từ trên trời giáng xuống rơi vào ao nước trên một đỉnh núi chọc trời nàng quét mắt nhìn quanh bốn phía tựa như là đang tìm kiếm thứ gì đó gió nhẹ quét đến thổi cho bộ váy trên người nàng bay lên phác họa đường cong động lòng người của nàng đương nhiên đó là lý khanh thiền kia đột nhiên ánh mắt của nàng co lại thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên đường đường là thánh tử của linh văn phong giấu đầu lộ đôi làm cái gì nàng vừa nói xong thì sương mù phía sau tản ra một thanh niên mặc như đạo bào đạp nước mà đến người này đúng là diệp ca người xếp thứ chín trong người đại thánh tử hắn nhìn qua lý khanh thiền bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói cảm giác của khanh thiền sư tỷ thật đúng là quá nhạy cảm đôi mắt đẹp của lý khanh thiền khẽ liếc hắn một cái trong con ngươi có hàn khí nhàn nhạt, nhạt quanh quần nàng nói với vẻ mặt không biểu tình diệp ca người đi theo ta làm cái gì diệp ca cười nói khanh thiền sư tỷ ta đi theo ngươi chỉ là vì muốn thương lượng cùng với ngươi một chuyện thương lượng chuyện gì lý khanh thiền thản nhiên nói lần này Ngươi có thể buông tha cho con thủy thú có thể tích ngàn trượng kia hay không? Diệp ca cười khan nói. Nghe hắn nói vậy, đôi mắt đẹp của Lý Khanh Thiền khẽ híp lại, từ trong cơ thể của nàng hàn ý phát ra càng lúc càng nồng nặc, thậm chí cả sương mù chung quanh cũng như là bị đóng băng lại. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Diệp ca, nói, Diệp ca, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói những lời này với ta sao? Mục đích chủ yếu trong chuyến đi lần này của nàng chính là vì con thủy thú có thể tích ngàn trượng kia, bởi vì nàng biết nếu như mình có thể săn giết con thủy thú này thì nàng có thể đạt được tẩy lễ đẳng cấp bắt long điều này không thể nghi ngờ sẽ làm cho thực lực của nàng tăng lên nhìn qua ánh mắt lạnh lùng kia của lý khanh thiền diệp ca cũng lui về phía sau hai bước buông tay nói khanh thiền sư tỷ nếu như chỉ có ta thì khẳng định không ngăn được tỷ nhưng mà mục đích lần này ta đến chỉ là vì trả nợ nhân tình mà thôi lý khanh thiền nhíu mày rồi đột nhiên giống như đã minh bạch cái gì khuôn mặt của nàng lạnh xuống là nhân tình của khổng thánh sao lần này thời điểm thủy thú lớn ngàn trượng xuất hiện cực kỳ xảo diệu một đúng lúc những thánh tử khác không phải làm nhiệm vụ ở bên ngoài thì chính là Bế Quan, trong toàn bộ tông môn thì cũng chỉ có nàng, Hồng Thánh, Diệp Ca Ba vị thánh tử là còn có thể tham gia tranh đoạt, cho nên lần tranh đoạt này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bằng không chờ giờ thanh kia trở lại thì chỉ sợ là hắn sẽ không bỏ qua chuyện tốt như thế này. Dù sao thủy thú lớn ngàn trượng đều ẩn nấp tại nơi cực sâu của nguyên trì, ở chỗ đó, cho dù là những thánh tử như bọn họ cũng rất khó xâm nhập. Hôm nay, thật vất vả mới gặp phải một con thủy thú lớn ngàn trượng hiện ra tung tích, những thánh tử như bọn họ tự nhiên là lập tức xuất động. Diệp Ca bất đắc dĩ nhún nhún vai, kỳ thật, hắn cũng không muốn lẫn vào vũng nước đục này, nhưng bởi vì lúc trước thiếu khổng thánh một cái nhân tình, hôm nay người ta đến tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng không cự tuyệt được. Khuôn mặt của Lý Khanh Thiền càng ngày càng lạnh, nàng nhìn chăm chăm vào Diệp Ca với vẻ bất thiện, nếu thằng này đã phải giúp khổng thánh, vậy dứt khoát lưu hắn lại ở chỗ này là được. Nhưng ngay khi Lý Khanh Thiền định ra tay thì nàng bỗng nhiên phát giác được, từ trong sương mù, một đạo kiếm khí lăng lệ, ác liệt bay lên, giống như là một con dao long âm thầm tiềm phục, tập trung vào nàng khổng thánh lý khanh thiền chuyển qua nhìn về cái hướng kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lạnh giá uy lực của đạo kiếm khí này không hề đơn giản hiển nhiên là khổng thánh kia cũng ở cách nơi này không xa rõ ràng là hắn cũng đang phòng bị nàng sẽ ra tay với diệp ca khanh thiền sư tỷ lần này sư tỷ hãy tặng cơ hội cho khổng thánh đi dù sao chuyện thế này vẫn còn có cơ hội diệp ca khuyên nhủ trong đôi mắt đẹp của lý khanh thiền thoáng hiện vẻ buồn phiền vốn dĩ nàng cho rằng mục đích lần này của diệp ca cũng là con thủy thú lớn ngàn trượng kia không ngờ rằng hắn lại là người được khổng thánh mời đến mà hôm nay những thánh tử có quan hệ tương đối tốt với nàng lại cũng không đến đây. Dùng thực lực của nàng thì nhiều lắm chỉ là không phân cao thấp với khổng thánh mà thôi, nếu bên đó lại có thêm một diệp ca nữa thì nàng tất nhiên là không địch lại. Tuy rằng mười đại thánh tử bài danh có trước sau nhưng thật sự thì thực lực chỉnh thể của mười người lại không kém quá xa. Cho nên, nếu như khổng thánh liên thủ cùng diệp ca, lần này đích thật là nàng không có nửa điểm cơ hội. Nhưng mà bắt nàng buông tha cho cơ hội lần này dễ dàng như thế thì quả là không cam lòng. Sắc mặt của Lý Khanh Thiền biến ảo mấy lần rồi khí lạnh ở quanh thân cũng càng ngày càng đậm. Thấy thế, Diệp Ca liền lùi lại vài bước, tay áo rủ xuống, không gian xung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo, vào lúc này, những nguyên văn phức tạp ở phía trên áo bào kia cũng sáng lên, tựa như là tùy thời đều có thể khởi động. Ở chỗ sâu trong sương mù kia, kiếm khí cũng càng thêm lăng lệ, ác liệt, mơ hồ còn có tiếng kiếm minh vang lên. Một trận đại chiến giữa các thánh tử tựa như là muốn bộc phát. Nhưng ngay khi hào khí Dương cung Bạt kiếm tới cực điểm, chấn động của nguyên khí trong cơ thể Lý Khanh Thiền lại bỗng nhiên yếu bớt, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Ca cùng với một chỗ sâu trong sương mù cuối cùng hồi lạnh một tiếng, quay người đạp không bay đi. Khổng Thánh, Diệp Ca, các người nhớ kỹ cho ta. Hiển nhiên, cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn nghe theo lý trí mà buông tha cho cơ hội lần này. Dù sao nếu lấy một địch hai thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là nàng. Nhìn qua Lý Khanh Thiền đã rời đi, Diệp Ca cũng thở dài một hơi. Dù sao ở trong tông môn, Lý Khanh Thiền có nhân khí rất cao, bên trong mười đại thánh tử cũng có mấy gia hỏa có chút hâm mộ nàng. Nếu là bọn họ ở tại đây động thủ với nàng, chỉ sợ về sau cũng sẽ có chút phiền phức. Nhưng mắt nhìn cơ hội ngon ăn như vậy, có lẽ bọn họ vẫn phải lựa chọn đắc tội nàng." Diệp Ca cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía chỗ sâu trong sương mù kia, nói, "Chuyện lần này tính toán là ta trả lại nhân tình cho ngươi rồi, về sau hai bên không thiếu nợ nhau." Ở chỗ sâu trong sương mù có tiếng kiếm minh vang lên tựa như là đang trả lời hắn. Oanh! Trong nước biển, một đám thủy thú khổng lồ rít gào, chấn động cuồng bạo tạo nên mấy con sóng cao vạn trượng, mà lúc này, ở trong bầy thủy thú kia, hai vệt sáng nhanh chóng bay ra, ở những nơi mà hai vệt sáng này đi qua, từng con thủy thú khổng lồ không ngừng nổ tung hai về sáng kia tự nhiên chính là chu nguyên cùng thôn thôn từ sau khi có thôn thôn trợ chiến chu nguyên lại không thèm kiêng nề gì nữa cả một đường không ngừng đi về phía trước đưa tới rất nhiều thủy thú vây công nhưng kết quả cuối cùng những thủy thú này đều biến thành long nguyên thủy tinh bị chu nguyên cùng thôn thôn chia cắt chỉ ngắn ngủn trong vòng mấy phút đồng hồ trận chiến đấu kịch liệt này đã chấm dứt chu nguyên nhanh chóng quét dọn chiến trường lại mấy chục viên long nguyên thủy tinh tới tay hơn nữa chất lượng đều không thấp không tệ chu nguyên tán thưởng không thôi hôm nay số lượng long nguyên tùy tinh trong tay hắn đã thừa đủ cho tẩy lễ đẳng cấp lục long nhưng muốn đạt tới tẩy lễ đẳng cấp thất long thì còn chưa đủ bởi vì theo như lời chu thái sư huynh tẩy lễ đẳng cấp thất long đã không phải cứ đủ số lượng là có thể thực hiện mà còn cần ít nhất một viên long nguyên tủy tinh trong cơ thể thủy thú có thể tích đạt tới 700 trăm triệu làm nguồn dẫn nhưng mà nếu gặp phải loại thủy thú đẳng cấp này thì chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đệ tử đai tím cũng đều phải tạm lánh mũi nhọn nhưng chuyện này đối với trung nguyên lại không phải là vấn đề to tát bởi vì ở bên cạnh hắn lúc này còn có một tồn tại khủng bố hơn cả thái sơ cảnh thất trọng thiên nhưng thủy thú có thể tích 700 trăm trượng cũng không dễ tìm đi xa như vậy rồi mà chúng ta cũng không gặp phải trung nguyên lầm bầm nói mà khi trung nguyên còn đang tự nói một mình thì thôn thôn ở trước người hắn bỗng nhiên hóa thành chiến đấu hình thái và gầm lên một tiếng trung nguyên cả kinh rồi mãnh liệt cúi đầu nhìn về phía khu vực tĩnh mịch ở chỗ sâu trong nguyên trì kia chỉ thấy ở đó nước biển bỗng nhiên chấn động tượng như là có sóng lớn vọt tới ngay sau đó Trung Nguyên nhìn thấy một con thủy thú vô cùng khổng lồ chậm rãi bơi lên. Thể tích khổng lồ như vậy rõ ràng là đã vượt qua 700 trượng, gần đến 800 trượng rồi. Nhìn qua con thủy thú cực lớn kia, Trung Nguyên cũng không nhịn được nước nước bọt, sau đó hắn chậm rãi lui ra phía sau, nghiêm túc nói, thôn thôn, đi lên làm thịt nó. Oanh! Nước biển chấn động kịch liệt, nguyên khí cuồng bạo bộc phát ra, vào lúc này, nước biển trong phạm vi mấy vạn trượng giống như là bị xé nứt, khiến cho nước biển chảy ngược, tạo thành vòng xoáy cực lớn. Trung Nguyên đứng ở chỗ xa xa, Hằng hái nhìn qua trận đại chiến này. Hai bên rõ ràng là thôn thôn cùng con thủy thú có thể tích đạt đến 800 trượng kia. Bình thường, nếu như gặp phải loại thủy thú có thể tích đạt tới trình độ này, cho dù là đệ tử có thực lực đạt tới thái sơ cảnh thất trọng thiên đều cực kỳ kiêng kỵ. Phải biết đệ tử có thực lực thái sơ cảnh thất trọng thiên cơ bản đều là những người có tư cách cạnh tranh vị trí thủ tịch rồi. Nhưng hôm nay, thủy thú có thực lực như thế lại trông cực kỳ chật vật, bởi vì nó gặp phải một tồn tại càng thêm khủng bố. Mặc dù hình thể của thôn thôn kém xa con thủy thú có thể tích đạt đến 800 trượng kia nhưng khi cả hai xông vào nhau, con thủy thú kia cũng nhanh chóng bị thôn thôn triệt để áp chế, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa, Chu Nguyên còn nhìn ra được thôn thôn hoàn toàn là đang chiêu đồ con thủy thú này mà thôi. Bạn đang xem Nguyên Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Tiểu chút chít này thật đúng là lợi hại. Chu Nguyên tặc lưỡi ngợi khen, hiển nhiên từ lúc bắt đầu, trận chiến đấu này đã có kết quả. Mà kết quả cuối cùng của cuộc chiến này cũng đích thật là không ngoài ra dự kiến của hắn, chỉ sau mấy phút đồng hồ, đợi đến khi thôn thôn chưa đùa chán rồi chân trước rồi đột nhiên sạch qua ánh sáng màu đen thoáng hiện oanh vào lúc này toàn bộ nước biển tựa như là đều bị xé nứt năm dấu móng tay khổng lồ trực tiếp chui vào đã đến đáy biển tĩnh mịch mà con thủy thú có thể tích đạt đến 800 trăm trượng kia cũng bị một chảo này xé làm đôi trung nguyên nhanh chóng bơi đến vung tay áo lên chỉ thấy một viên long nguyên tủy tinh to khoảng chừng đầu người chậm rãi bay lên ở bên trong viên long nguyên thủy tinh này độ đặc của chất lỏng màu vàng đã vượt xa những viên long nguyên thủy tinh mà hắn kiếm được lúc trước hai bên hoàn toàn không thể so sánh cái này khiến cho chu nguyên trông mà thèm vô cùng ta trước cất viên long nguyên tủy tinh này đi về sau chúng ta lại phân phối hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi viên long nguyên tủy tinh này rồi nói với thôn 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 thì cũng không có dị nghị gì dù sao hôm nay nó cũng đã ăn rất nhiều long nguyên tủy rồi chu nguyên giữa cái lưng mệt mỏi ra hôm nay một đường thoải mái đánh tới khiến cho hắn cũng có cảm giác gánh không được liền nói ngay bây giờ chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát rồi mới lại đi tiếp nhé thôn thôn dầm gì một tiếng tựa như là ghét bỏ, tựa như là đang nói Chu Nguyên thực không được việc. Chu Nguyên chẳng muốn phản ứng nó, hắn tùy tiện chọn một cái phương hướng rồi chân đạp nguyên khí phá vỡ nước biển, lao nhanh đi. Ở một chỗ trong nguyên trì, vài ngọn núi chọc trời khổng lồ ngăn cách mặt biển, tạo thành một sơn cốc yên bình với thảm cỏ xanh tươi tốt, mà ở trong sơn cốc có thể thấy được một phòng trúc như ẩn như hiện ở trong mây mù. Lý Khanh Thiền đứng ở trên vách núi đá, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn qua phương hướng xa xôi. Chắc hẳn lúc này Khổng Thánh, Diệp Ca đã tìm được con thủy thú có thể tích ngàn trượng kia đi à nha hai người này lý khanh thiền lầm bẩm, khanh thiền sư tỷ chẳng lẽ ngài không muốn chiếm lấy con thủy thú có thể tích ngàn trượng kia sao ở sau lưng của lý khanh thiền lúc này có mấy nữ đệ tử xinh đẹp bọn họ cũng là đệ tử tuyết liên phong khu vực này đúng là thuộc quyền sở hữu của lý khanh thiền chỉ khi nàng cho phép thì đệ tử khác mới có thể vào những nữ đệ tử này có thể nói tự nhiên như thế hiển nhiên là có quan hệ tương đối tốt với lý khanh thiền và cũng từ chỗ nàng biết được chuyện khổng thánh diệp ca liên thủ lý khanh thiền khuôn mặt bình tĩnh nói ta cũng đã thử tranh nhưng không được thôi thứ gì là của mình thì sẽ là của mình cần gì phải miễn cưỡng nếu chỉ có một mình không thánh thì nàng có thể giao thủ cùng hắn một phen nhưng nhiều hơn một diệp ca thì khác nàng tất nhiên không lấy được chỗ tốt đã như vậy nàng cũng không muốn miễn cưỡng mặc dù nàng cũng không quá cam tâm diệp ca này thật sự là đáng ghét hai bên cũng không có ân oán gì mà hắn lại một gã nữ đệ tử tỏ vẻ bênh vực kẻ yếu thua là thua không cần ngụy biện chuyện này nói rõ chuẩn bị của ta không có đầy đủ bằng không thánh lý khanh thiền lắc đầu nàng cũng không muốn nhắc nhiều đến chuyện này sau đó nàng nói các ngươi cũng nên nắm chặt thời gian để đi tìm long nguyên tủy tinh đi nghe lý khanh thiền nói vậy mấy nữ đệ tử kia liếc mắt nhìn nhau sau đó gật gật đầu lui xuống sau khi mấy người rời đi chỗ này khôi phục yên tĩnh lý khanh thiền ngẩng mặt lên nhẹ nhàng thở ra một hơi ngón tay thon dài ngọc nhẹ nhàng nắm chặt hiển nhiên là trong nội tâm của nàng vẫn không quá thoải mái dù sao nàng cũng đã chuẩn bị rất lâu cho chuyện này chân ngọc của nàng kẽ điểm nhẹ bóng hình xinh đẹp lướt xuống núi đáp xuống bên cạnh một dòng suối nước nóng trong sơn cốc Nơi này là cấm địa thuộc về nàng, cho dù là mấy nữ đệ tử của Tuyết Liên Phong được nàng cho phép tiến vào Sơn Cốc cũng không thể tới gần chỗ này. Bàn tay ngọc của Lý Khanh Thiền nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng bên hông, lập tức quần trắng rơi xuống, ở dưới ánh mặt trời, một thân hình linh lung mặc thiếp thân tiểu y hiền lộ ra. Cái cổ thon dài giống như là thiên nga, xuống phía dưới một chút là xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực sữa cao ngất cùng với bờ eo thon bé bỏng, đôi chân dài nhỏ cùng thẳng tắp hết sức kinh người, nếu có người nhìn thấy dáng người của Lý Khanh Thiền thì cho dù là nữ tử chắc hẳn đều tim đập thình thịch xuân quang đẹp như vậy làm cho cả cái sơn cốc tựa như là đều trở nên sáng ngời hơn rất nhiều lý khanh thiền di chuyển chân ngọc nhẹ nhàng bước vào trong suối nước nóng trầm mình xuống nước ao ấm áp làm cho cặp môi đảo mọng của cái miệng nhỏ nhắn hơi vình, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày cũng đều trở nên ngu hòa a à, hiện ra thân thể mềm mại bị sóng nước lan tan che lấp búi tóc đen của lý khanh thiền cũng trôi nổi ở trên mặt nước nàng dựa khẽ vào nham thạch thân thể mềm mại triệt để trầm tĩnh lại khổng thánh diệp ca về sau ta sẽ tính toán khoản sổ sách này cùng các ngươi Lý Khanh Thiền chậm rãi nói. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng liền hơi hơi khép, hưởng thụ cảm giác thoải mái, dễ chịu này. Trong sơn cốc cực kỳ yên lặng, chỉ có lấy gió nhẹ trong cốc lặng yên lưu động. Trong suối nước nóng, người ngọc tựa như là đang ngủ say. ọt ọt, yên lặng rằng co hồi lâu, thẳng đến một thời khắc, mặt nước của suối nước nóng tựa như là là thoáng chập trùng. Lông mi thon dài của Lý Khanh Thiền có chút run run, nàng lười biếng mở mắt ra, tựa như là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ làm cho phản ứng của nàng có chút chỉ độn, còn người kinh ngạc nhìn qua chỗ mặt nước rung động ở phía trước rầm rầm rung động càng ngày càng mở rộng sau đó mặt nước bỗng nhiên bị xé nứt tiếp theo một bóng người nhanh chóng chui ra từ dưới mặt nước hô cuối cùng cũng đi lên được một giọng nói vang lên bóng người kia giơ tay lau nước trên mặt sau đó quay đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía ở trên vai hắn một con thú nhỏ lười biếng nằm sấp một người một thú kia đương nhiên chính là chu nguyên cùng thôn thôn chu nguyên tò mò nhìn quanh bốn phía nhưng chỉ sau nháy mắt hắn ngừng lại mắt của hắn theo thời gian trôi qua cũng dần trợn to bởi vì hắn nhìn thấy một thân thể mềm mại trắng nõn ở trong suối nước nóng ánh mắt có chút ngốc trệ của hai người nhanh chóng đụng phải cùng một chỗ lý khanh thiền cũng ngây người ra nàng không nhịn được vươn bàn tay ngọc ra sức lau lau con mắt cảnh tượng ở trước mắt làm cho nàng rung động đến mức đầu óc đều có điểm mụ mị vào lúc này chu nguyên cũng đã nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ kia ngay sau đó trong đầu của hắn tựa như là có tiếng sấm nổ vang ra đầu lập tức run lên lý khanh thiền hắn làm sao có thể ngờ được mình chạy trốn nửa ngày tìm một chỗ nổi lên vậy mà vừa vặn lại đụng phải lý khanh thiền đang ngâm mình ở chỗ này đây là cái vận khí gì quả thực tự là vận khí để toi mạng cái này có mẹ nó thanh âm của chu nguyên đều trở nên run rẩy bởi vì hắn cảm giác được một khí lạnh kinh người đang phát ra từ trong cơ thể của lý khanh thiền đó là sát ý chân chính ngay khi chu nguyên bị ý lạnh kia bao phủ hắn bỗng nhiên cảm thấy lỗ tai đau xót nguyên lai là thôn thôn đã hung hăng cắn hắn một cái tuy đau nhưng nhờ thế mà hắn có thể tỉnh táo lại vì vậy hắn không chút do dự mà nhanh chóng lặn xuống dưới nước đồng thời vô cùng hoảng sợ mà hô lên, ta là người mù loà, ta không nhìn thấy cái gì cả. Hắn tiến vào trong nước rồi cũng không thèm quay đầu lại mà chỉ biết chạy thục mạng. Nhưng việc Trung Nguyên chạy thục mạng cũng triệt đề đánh thức Lý Khanh Thiền, trên khuôn mặt đẹp của nàng, xương lạnh cơ hồ là có thể ngưng kết thành băng, thân thể mềm mại dẫn đến mức phát run. Nàng sao có thể nghĩ đến mình chỉ là ở chỗ này ngâm mình một lúc, vậy mà cũng có thể gặp họa từ trên trời giáng xuống, không thực ra là từ dưới nước đi lên. Lúc này, hàm răng ngà cắn chặt đến mức các kết rung động, chỉ thấy nàng khẽ vẫy bàn tay ngọc, váy dài bên cạnh bờ bay đến bao phủ thân thể mềm mại của nàng lại oanh sau nháy mắt nàng không hề giữ lại nữa nguyên khí khủng bố từ trong cơ thể bạo phát ra soạt mà thân hình của nàng cũng lao nhanh đi nước biển lập tức bị nguyên khí kinh khủng kia xé rách nàng tựa như là hóa thành một tia chớp mang theo sát ý nồng đậm trực chỉ vào trung nguyên đang điên cuồng chạy thục mạng ở phía trước xâm tặc dừng lại nhận cái chết thanh âm lạnh như băng xuyên thấu nước biển rơi vào trong tay của trung nguyên trong nước biển tràn ngập sương mù cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh bá đột nhiên sự yên tĩnh trên biển bị phá vỡ chỉ thấy một bóng người giống như đã hư hóa nhanh chóng lướt qua chân hắn đạp dòng nguyên khí màu vàng điên cuồng chạy thục mạng tốc độ như vậy khiến cho nước biển đều phân cắt ra bóng người này tự nhiên là trung nguyên lúc này sắc mặt của hắn hơi trắng bệch da đầu còn ở vào trạng thái run lên cảnh tượng lúc trước thật sự là khiến cho hắn sợ hãi không thôi hắn sao có thể nghĩ đến tùy tiện tìm một chỗ nổi lên để chuẩn bị nghỉ ngơi một chút vậy mà sẽ gặp phải lý khanh thiền đang ngâm mình cơ chứ vừa rồi khi nhìn hắn sát ý trong ánh mắt của nữ nhân kia gần như là muốn hóa thành thực chất rồi. Xong đời, Chu Nguyên không ngừng kêu khổ, oanh, mà lúc này, nước biển ở phía sau cũng trong đột nhiên bị xé rách, Chu Nguyên quay đầu nhìn lại rồi lập tức sợ đến hồn phi phách tán, hắn chỉ thấy quanh thân nguyên khí lý khanh thiền kia khủng bố gào thét, nàng ta đang phá vỡ nước biển mà mau chóng đuổi đến. Sát khí nồng đậm như vậy, khí thế nghiêm nghị như vậy, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn mặc dù còn cách một khoảng rất xa nhưng chu nguyên vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh mắt giống như muốn giết người của lý khanh thiền từ xa phóng đến ánh mắt như vậy làm cho chu nguyên phát lạnh hắn điên cuồng thúc giục nguyên khí trong cơ thể để tốc độ được thi triển đến mức tận cùng điên cuồng chạy thục mạng nhưng mà bất luận hắn tăng tốc độ như thế nào thì ở phía đằng sau kia lý khanh thiền kia đều đang đằng sát khí theo đuổi không bỏ lý sư tỷ ta không phải cố ý mà ta cũng không biết phía trên có người thanh âm được bao phủ trong nguyên khí của chu nguyên truyền về phía lý khanh thiền đang ở rất xa làm cho nàng tỉnh táo lại nhưng mà lý khanh thiền không hề để ý tới lời nói của hắn chỉ là sát khí trong đôi mắt đẹp càng thêm đầm đặc bỗng nhiên bàn tay ngọc nắm chặt chỉ thấy nguyên khí bốc lên và nhanh chóng biến thành vô số cánh hoa sen tượng như là một rừng cánh hoa ở chỗ biên giới cánh rừng hoa này lóe ra ánh sáng lạnh lẽo hư hư cánh hoa như là lưỡi đao mãnh liệt bắn ra bay về phía những chỗ hiểm ở quanh thân trung nguyên bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di cáp phim nghe tiếng gió lạnh từ sau lưng truyền đến trung nguyên cũng cả kinh hóa hư thuật vận chuyển tới cực hạn đồng thời huyền mãng lân bao trùm thân hình hắn chật vật né sang trái rồi né sang phải hiểm hiểm tránh đi những cánh hoa bằng nguyên khí kia mặc dù không bị đánh trúng nhưng bên ngoài thân thể của hắn cũng bị gió xoáy xẹt qua tạo thành mấy vết thương nông nàng điên rồi sắc mặt của chu nguyên phát xanh lý khanh thiền này rõ ràng là ra tay không chút lưu tình hiển nhiên đã bắt đầu mất đi lý trí điều này cũng làm cho chu nguyên biết được mình căn bản không có khả năng giảng đạo lý với nàng rồi trước mắt hắn vẫn nên trốn đi thì hơn tối thiểu nhất cũng phải chờ đến khi lý khanh thiền tỉnh táo lại nói sau nếu hiện tại bị nàng đuổi kịp nói không chừng nàng thật sự sẽ trực tiếp giết hắn ở trên vai chu nguyên thôn thôn có chút hả hên nhìn qua chu nguyên đang bị đuổi giết được nhảy trên tránh dưới không hề có dấu hiệu muốn ra tay trợn mắt nhìn nó chu nguyên chỉ có thể hung hăng dóc xương lóc thịt tăng tốc chạy thục mạng vì vậy ở trong nước biển cảnh tượng hai người đuổi nhau một người toàn lực đuổi một người toàn lực chạy khiến cho nguyên chỉ nhấc lên sóng lớn trên đường chay hai người cũng ngẫu nhiên sẽ gặp phải một số đệ tử khác nhưng khi những đệ tử này nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí kia của lý khanh thiền bọn họ đều tranh thủ thời gian tránh đi sắc mặt kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng này ồ đây không phải là lý khanh thiền sư tỷ sao nàng đang chơi sát ai vậy ta cũng không biết nhưng xem ra lý khanh thiền sư tỷ rất tức giận đó tên kia làm sao lại trêu chọc nàng vậy thực là đáng đời trêu vào ai không trêu lại cũng dám làm cho lý khanh thiền sư tỷ tức giận đừng cho ta gặp phải hắn bằng không thì nhất định phải bắt hắn lại đưa đến trước mặt lý khanh thiền sư tỷ để quỳ tạ tội ha ha Lý Khanh Thiền sư tỷ tự mình truy đuổi, tiểu tử kia nhất định là trốn không thoát đâu. Ven đường Trung Nguyên gặp rất nhiều đệ tử khác, nhưng mà điều làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là không một ai trong số những người này có ý muốn hỗ trợ, ngược lại còn nhìn hắn với ánh mắt không có ý tốt. Tất cả đều là một đám hỗn đản. Trung Nguyên mắng thầm, mà ở phía sau, khuôn mặt của Lý Khanh Thiền cũng lộ vài tái nhợt, nàng cắn răng, khó chịu khi nhìn qua Trung Nguyên đang chạy thục mạng ở phía trước, bởi vì nàng phát hiện mặc dù đã truy đuổi đến hơn nửa ngày nhưng nàng lại còn không có đuổi kịp Trung Nguyên chuyện này làm cho nàng cảm thấy có chút khó tin nàng có thể cảm giác được tu vi của chu nguyên cũng chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên mà thôi với thực lực như vậy có lẽ nàng chỉ cần tát một cái là có thể tát chết hắn rồi nhưng hiện giờ lại mãi vẫn không được kịp hơn nữa phi hành ở bên trong nguyên chỉ này cực kỳ tiêu hao nguyên khí bình thường một đệ tử chỉ có tu vi thái sơ cảnh nhị trọng thiên chạy nửa ngày như thế thì có lẽ nguyên khí trong cơ thể đã sớm tiêu hao đến mức hầu như không còn mới đúng nhưng có vẻ nguyên khí trong cơ thể trung nguyên này vẫn rất dồi dào mặc kệ ngươi là ai hôm nay ta cũng sẽ không dễ dàng buông thang ngươi càng ngày khuôn mặt của lý khanh thiền càng lạnh lẽo những năm gần đây nàng vẫn thủ thân như ngọc đây còn là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện này bị người khác phái nhìn sạch trơn cho nên vừa nhìn thấy trung nguyên nàng sẽ lập tức nghĩ đến chuyện này và sau đó lửa giận xông lên đầu gần như muốn đốt cháy sạch lý trí của nàng nhìn qua trung nguyên đang chạy thục mạng ở phía trước trong con người của nàng có ánh sáng lạnh lóe lên bàn tay ngọc đột nhiên nâng lên và nhanh chóng kết ấn trong lúc nhất thời nguyên khí hùng hậu cuốn tới nhanh chóng ngừng kết cuối cùng biến thành một đóa tuyết liên khoảng chừng nửa trượng. Đóa tuyết liên kia trông rất sống động, bên trên mỗi một cánh sen đều có đường vân cổ xưa, từ trong tuyết liên, khí lạnh bạo phát ra khiến cho nước biển chung quanh lập tức kết băng. Thiên nguyên thuật, tuyết liên phong linh thuật. Nàng ra tay không chút lưu tình, trực tiếp thi triển một môn thiên nguyên thuật có uy lực kinh người. Ông, tuyết liên run nhẹ nhẹ và chỉ sau nháy mắt, nó trực tiếp hóa thành một vệt sáng màu trắng mãnh liệt bắn ra, ở những nơi mà nó đi qua, nước biển đều bị đóng băng khí lạnh ngập trời cuốn tới cũng làm cho sắc mặt của chu nguyên biến đổi đồng thời tốc độ của hắn cũng bị khí lạnh ảnh hưởng theo thời gian trôi qua dần chậm lại hắn vừa quay đầu lại nhìn về phía sau thì đồng tử đột nhiên có rút nhanh tuyết liên gào thét mà đến kia có tốc độ nhanh được kinh người hắn căn bản không né tránh được khí lạnh mãnh liệt kia cũng làm cho hắn cảm giác được nguy cơ chí mạng hắn biết nếu là mình bị đánh trúng thì sẽ lập tức bị băng phong nếu ngươi còn ngồi yên xem kịch vui thì hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc nhìn về phía thôn thôn như đang nằm xem kịch vui ở trên vai mình Chu Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe hắn nói vậy, thôn thôn lập tức bất mãn dầm gì hai tiếng, giống như là đang nói rõ ràng là ngươi gây phiền toái, vì sao muốn nói đến giải quyết. Hãy bớt xào ngôn đi, mau ra tay. Trung Nguyên tức giận nói. Cái miệng của thôn thôn hơi hách lên, tỏ vẻ khinh thường, nhưng cuối cùng, nó vẫn đứng lên, dù sao nó cũng sẽ không thực sự trơ mắt nhìn Trung Nguyên bị cạo chết. Nó xoay người, nhìn qua tuyết liên đang gào thét mà đến kia, miệng bỗng nhiên mở ra, ánh sáng màu đen thần bí hội tụ cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen kịt mãnh liệt bắn ra. Ông, quả cầu màu đen cùng tuyết liên trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, nhưng lại không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra, sau đó, khí lạnh cũng đình chỉ, không tiến thêm nữa, cuối cùng, quả cầu màu đen kia cũng lăng không biến mất cùng lúc với tuyết liên. Ở phía sau, Lý Khanh Thiền cảm thấy cực kỳ chấn kinh, biến cố như vậy rõ ràng là đã vượt quá dự liệu của nàng, nàng sao có thể nghĩ đến một đòn không hề lưu tình của nàng lại sẽ bị con thú nhỏ nằm ở trên vai Trung Nguyên ngăn cản dễ dàng như vậy. Thừa dịp lúc nàng còn đang ngây ngốc, Trung Nguyên đạp mạnh chân xuống, tốc độ tăng vọt, liều mạng chạy thoát khỏi tầm mắt của Lý Khanh Thiền. Nhìn qua Trung Nguyên đang chạy thục mạng, đôi mắt dễ thương của Lý Khanh Thiền càng thêm lạnh lẽo. Ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy thoát khỏi tay ta sao? Vừa dứt lời, nguyên khí ở dưới chân nàng cũng bùng nổ, phá vỡ nước biển, tiếp tục truy đuổi Trung Nguyên. Gần thung lũng bên cạnh Nguyên trì, phù phù, nước biển bỗng nhiên bị xé nứt, Trung Nguyên chợt vật chui ra. Sau đó hắn nhìn về phía sương mù nhàn nhạt, nhạt quanh bờ biển, khàn giọng hô, yêu yêu tỷ, mau cứu mạng. Nhưng mà thanh âm của hắn vừa dứt, khuôn mặt lập tức cứng ngắc bởi vì hắn trông thấy ở chỗ bờ biển đằng kia yêu yêu lộ ra một nửa vai trắng như ngọc tóc đen rủ xuống vậy mà hắn lại đến vừa lúc yêu yêu định cởi quần áo tiến vào trên biển ngâm mình khuôn mặt của chu nguyên run rẩy chẳng lẽ hôm nay hắn có duyên cùng chuyện ngâm mình hay sao mà khi chu nguyên vẫn còn đang ngây ngốc con người trong trẻo nhưng lạnh lùng kia của yêu yêu cũng quét tới nàng không tiếp tục cởi quần áo nữa mà nhanh chóng mặc thêm vào chân ngọc của nàng dẫm trên nham thạch gần bờ biển trên thân thể mềm mại của nàng còn dính chút nước khiến cho quần áo khoác trên người nàng dán sát vào thân hình tuyệt mỹ kia có đường cong kinh tâm độ phách hiện ra chu nguyên bàn tay ngọc của yêu yêu nhẹ nhàng vươn ra có một quyển trục nguyên văn nhanh chóng hiện ra ở trong tay của nàng nàng nhìn qua chu nguyên nói khẽ ta thấy gần đây lá gan của ngươi mập ra thì phải chu nguyên bi phẫn đến mức không nói được gì chẳng lẽ đây là báo ứng vì hôm nay hắn rất quá nhiều thủy thú sao nếu không tại sao hắn lại xui xẻo như vậy oanh mà ngay khi chu nguyên còn đang bi phẫn vì cảm thấy mình quá xui xẻo mặt biển ở phía sau hắn đột nhiên bị xé nứt một cột nước phóng lên trời cùng lúc đó một dòng nguyên khí cuồng bạo giống như tấm lụa lao ra hung hăng đánh tới chu nguyên Xâm tặc nhận lấy cái chết âm thanh lạnh như băng vang vọng hiển nhiên là lý khanh thiền đã đuổi tới biến cố đột nhiên xuất hiện cũng làm cho yêu yêu khẽ giật mình nhưng khi nàng phát hiện dòng nguyên khí mạnh mẽ kia đang đánh về hướng Chu nguyên lông mày kẻ đen cũng khẽ nhíu một cái loại công kích này cũng không phải là thứ mà Chu nguyên có thể thừa nhận được người tới đến tột cùng là ai mà lại hung ác với Chu nguyên như vậy bàn tay ngọc của nàng khẽ du lên quyển trục nguyên văn kia lập tức bốc cháy có nguyên khí cuồng bạo bộc phát ra nguyên khí gào thét giống như là một con rồng nước màu đen gào thét lao ra trực tiếp và chạm với dòng nguyên khí như tấm lụa đang đánh về hướng trung nguyên kia lực trùng kích tạo nên con sóng lớn cao đến vạn trượng sau khi con sóng cao vạn trượng kia đập xuống mặt biển đôi mắt sáng thanh đạm của yêu yêu lập tức nhìn về phía bóng hình xinh đẹp vừa ra tay kia thanh âm lạnh lùng cũng theo đó vang lên người của ta không tới phiên ngươi bắt nạt kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người